Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như đã hứa, mình lại tiếp tục lên cho video về công cụ phái sinh cho mọi người nhé. Và hôm nay mình sẽ đến cái video cuối cùng của chương số 4. Chương số 4 thì hôm trước mình đã chữa cho các bạn một số bài rồi đúng không? Mình đã chữa trong phần lý thuyết rồi. Đấy mà mình nói là chương này vẫn còn một dạng bài tập nữa, đúng không nào? Thì đây nhá, mình sẽ nói lại này các dạng bài tập trong chương 4 cho mọi người. Các dạng bài tập ở chương 4 nhá. Bài tập ở chương 4 thì nó có 3 dạng. Đầu nhất ý, đấy là gì? Thiết lập, không? Thiết lập cái hợp đồng hoán đổi lãi suất, được không? Thì mình đã chỉ các bạn ở những video trước rồi đúng không? Dạng thứ hai là gì? Thiết lập hợp đồng hoán đổi tiền tệ, mình đã chỉ các bạn rồi đúng không? Còn một dạng nữa, đấy là dạng thứ ba. Dạng thứ ba này hôm nay mình sẽ chỉ các bạn, đấy là lập bảng dòng tiền, được không? Lập bảng dòng tiền nhá. Đấy, như mình đã nói, đấy là cái dạng này kiểm tra ấy thì nó có thể có đúng không? Thế nên mình sẽ chỉ các bạn ở đây là bảng dòng tiền. Và cụ thể lập như thế nào thì mình sẽ chỉ các bạn cụ thể trong một bài, đây là bài số 4, được không? Còn các bài tương tự như là bài số 5 ấy thì mọi người làm một tự, được không? Mình định chữa bài số 4 và bài số 5 nhưng mà nó khá là dài ấy. Trên mình chỉ chữa một câu thôi nhá. Bài số 5 mọi người làm tương tự. Hiện tại cùng đọc đề này. Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2017, công ty Vinaconex bắt đầu vay 500 tỷ Việt Nam đồng với lãi suất thả nổi là LIBOR cộng 3% trên năm. Thời hạn còn lại là 3 năm. Công ty Intimex thì bắt đầu vay 500 tỷ Việt Nam đồng, thời hạn còn lại cũng là 3 năm với lãi suất cố định là 17% trên năm. Nhưng do điều kiện tài chính thì công ty Vinaconex này và Intimex này tham gia vào hợp đồng hoán đổi lãi suất thông qua một ngân hàng, đấy là ngân hàng Vietcombank. Theo đó thì Vinaconex trả cho ngân hàng lãi suất như này, Intimex nhận được lãi suất là như này, hợp đồng ký kết vào ngày như này, lãi suất trả định kỳ hàng năm trong vòng 3 năm và mức lãi suất thả nổi cho hợp đồng là LIBOR yêu cầu này, đấy là bảng thể hiện dòng lãi suất của Vinaconex và Intimex. Tức là lập cái sơ đồ ra đúng không? Mình đã chỉ các bạn rồi. Và tính khoản phí ngân hàng có được. Rồi và thứ hai là định kỳ hàng năm số tiền được tiến hành trao đổi như thế nào? Lập bảng dòng tiền đây này. Đấy, công B người ta yêu cầu người ta lập bảng dòng tiền của hai công ty luôn đúng không? Giả định mức lãi suất LIBOR công bố như thế này, người ta cho thêm cái bảng để chia cho lãi suất LIBOR đúng không? Ok. Thì bây giờ nhá. Trước khi mà chúng ta làm được ấy, chúng ta làm từng ý thôi đúng không? Đây, lập bảng thể hiện dòng lãi suất của Vinaconex và Intimex. Ok, vậy mình sẽ làm nhá. Cụ thể ở đây ấy, là mình sẽ xem bài số 4 nhá. Đây mình sẽ làm bên trên này câu A đi. Bài số 4 đây. Mình xem câu A là gì. Câu A người ta yêu cầu người ta ấy, hãy lập gì. Đây. Lập bảng thể hiện dòng lãi suất. Đây, đây chính là bảng thể hiện lãi suất của chúng ta nhá. Bảng thể hiện lãi suất đúng không? Thể hiện lãi suất. Lãi suất. Đó. Thì nó sẽ là gì? Đây. Nó sẽ như sau. Chúng ta vẫn vẽ cái sơ đồ ấy thì mình đã chỉ các bạn đúng không? Đó. Có ba cái như này. Đấy, có hai công ty đúng không? Công ty gì? Công ty Vinaconex và Intimex. Ok, vậy công ty này sẽ là Vinaconex nhá. Vinaconex đúng không? Mình chỉ các bạn cái này ở những cái bài mà lập tức là hợp đồng rồi đúng không? Đây là Intimex. Intimex. Ở giữa là gì? Nó thông qua ngân hàng gì đấy? Ở đây, thông qua ngân hàng Vietcombank. Ok, vậy đây là Vietcombank đúng không? Mình viết tắt nhá, VCB. Được chưa? Đấy, nó cũng hoán đổi thôi, đúng không? Hoán đổi. Thế nào? Và đây nó cũng có mũi tên chỉ lên đúng không? Đấy, mũi tên chỉ lên. Đây chúng ta cùng xem. Ở đây là gì? Đây, hai cái đều là 500 tỷ Việt Nam đồng, chúng ta biết đây là một cái bài gì? Đây là bài hoán đổi lãi suất thôi đúng không? Đấy, còn bài số 5 ấy thì nó sẽ là hoán đổi tiền tệ, thì các bạn làm cũng tương tự, đúng không nào? Hoán đổi tiền tệ tôi biết rồi, cái đoạn này cái này chỉ đến bao nhiêu, cái này chỉ vào bấy nhiêu luôn đúng không? Còn lãi suất là gì? Muốn điền hết mấy cái này để phải cho đúng không? Ok. Đấy, còn bài số 5 là tiền tệ thì mọi người làm tương tự nhá, nó cũng rất là dễ thôi. Vì mình sẽ chưa cho các bạn cái dạng lãi suất này thôi, được không? Thì ta thấy đây. Lãi suất thả nổi đây, Vinaconex vay với lãi suất thả nổi là LIBOR cộng 3%, đúng không? Thì đây mình sẽ ghi nhá. Vay đầu tiên là LIBOR 3% ở đây này. LIBOR cộng 3%. Còn cái gì? Intimex thì sao? Intimex thì 17% đúng không? Ok, 17%. Rồi. Tiếp theo này, hai cái này này, đấy, tham gia hợp đồng hoán đổi lãi suất, đúng không? Hoán đổi lãi suất. Vinaconex trả cho ngân hàng lãi suất cố định là 14% trên năm, được không? Vinaconex trả cho ngân hàng, đấy, tức là mũi tên từ Vinaconex đến ngân hàng là 14%, đúng không? Đấy, mũi tên từ Vinaconex đến ngân hàng là 14%, mình biết rồi đúng không? Vinaconex trả cho ngân hàng mà, đúng chưa? Tiếp theo là gì? Intimex nhận được từ ngân hàng lãi suất cố định 13,5%. Ok, Intimex nhận từ ngân hàng là 13,5%. Mọi người biết sẽ ở đây đúng không? Tức là ngân hàng trả cho Intimex 13,5%, đúng không? Còn lại hai cái này là bao nhiêu? Để sẽ cho này. Hợp đồng được ký kết như này. Lãi rồi. Ok.
mức lãi suất thả nổi trong hợp đồng là LIBOR, được chưa? Tức là hai mức này là cố định rồi, thì mức còn lại là thả nổi, thì đây là LIBOR, được chưa? Và đây cũng là LIBOR nốt, đúng nào? Đây thôi nhá, LIBOR và LIBOR, được không? Rồi, đấy vậy chúng ta đã viết xong cái này rồi. Tiếp theo ta bảo ta tính cái gì nữa? Tính, đây, tính cái khoản phí mà ngân hàng có được trong giao dịch này, đúng không? Thì ta thấy này, phí của ngân hàng nhá, mình sẽ tính luôn là phí của ngân hàng. Phí của ngân hàng Vietcombank này có được là bao nhiêu, đúng không? Thì mình sẽ lấy là gì? Đây, nó vẫn là như bình thường thôi. Mình đã biết đúng không? Đây là gì? Cứ mũi tên chỉ vào là cộng, chỉ ra là trừ, đúng không? Thì đây, mũi tên vào này, vào ngân hàng là 14, tức là cộng 14%. Được chưa? 14%. Đây, mũi tên này đi ra đúng không? Đi ra là trừ trừ 13,5%. Sau đó làm gì? Mũi tên lại đi vào tiếp là cộng đúng không? Cộng LIBOR. Mũi tên đi ra là trừ đúng không? Trừ LIBOR. Vậy giống bạn ta tìm được phí của ngân hàng là bao nhiêu chưa? LIBOR hết này. Còn 14 trừ 3,5 là 0,5%. Được chưa? Đấy. Vậy chúng ta tính được cái gì? Khoản phí của ngân hàng rồi đúng không? Đây. Ngân hàng có được khoản phí là bao nhiêu? Thì người ta biết rồi đúng không? Nó sẽ là 0,5%. Đấy. Ngoài ra nhé, người ta có thể bảo người ta tính cái gì? Đây là người ta chỉ hỏi mỗi phí thôi. Thì đến đây là xong rồi. Đúng không? Mình có thể mở rộng thêm cho các bạn. Đấy là trong trường hợp ý. Người ta không hỏi mỗi phí. Mà người ta hỏi mình thêm là gì? Dòng tiền của Vinaconex là bao nhiêu đúng không? Vinaconex là bao nhiêu, tức là phải trả bao nhiêu đấy. Và tương tự như thế với Intimex phải trả bao nhiêu đúng không? Thì ta sẽ tìm được tương tự như thế. Đúng không? Và cách ta nhìn vào đây này. Đây. Hai cái nhá, mình sẽ tính ở đây luôn. Vinaconex các bạn thấy là gì? Chỉ ra này đúng không? LIBOR cộng 3%, tức là trừ đúng không? Trừ LIBOR. Trừ 3%, mình đã nói rồi, mũi tên ra ngoài sẽ là trừ mũi tên đi vào sẽ là cộng. Mũi tên ra ngoài tiếp này, 14% đúng không? Tức là trừ 14%. Có bao nhiêu? Và cộng với LIBOR vào đúng không? Cộng LIBOR. Được chưa? Mũi tên đi vào LIBOR mà cộng. Đấy bằng bao nhiêu? Thì bạn thấy LIBOR là hết này. Còn trừ 13, trừ 14 là trừ 17%. Đấy sau khi hoán đổi xong thì Vinaconex đã được. Đấy với lãi suất cố định rồi đúng không? Vay với lãi suất cố định. Dễ đúng không? Tương tự như vậy này. Vậy Intimex thì sao? Intimex chúng ta thấy đây. Mũi tên đi lên là gì? 17%, tức là nó phải trả ra là 17% trước đúng không? Trừ 17%. Mũi tên đi ra là trừ mà. Tiếp theo này, mũi tên đi ra tiếp, trừ LIBOR tiếp đúng không? Trừ LIBOR. Và mũi tên đi vào là cộng đây, cộng 13,5%. Được chưa? Thế thôi. Ok không nào? Thì bằng bao nhiêu nhá? Cho thấy đây. Trừ 17 cộng 13 là bao nhiêu? Là 3,5 đúng không? Ok, vậy chúng ta bằng này, rút trừ ra ngoài, bên trong sẽ là LIBOR cộng 3,5%. Đúng không? Thế thôi. Được chưa? Đấy. Trừ 17 cộng 13,5% đúng không? Thì sẽ ra là trừ 3,5%. Vậy có hai dấu trừ, chúng ta rút dấu trừ ra ngoài thì bên trong nó còn là LIBOR cộng 3,5%. Đấy, thì đấy là hai cái lãi suất mà Vinaconex này với cả Intimex phải trả. Ở đây người ta không hỏi, nhưng mà mình mở rộng cho các bạn đây thôi. Được không? Thế thật ra chúng ta tính đến đây là xong rồi. Tính cái đoạn này là xong rồi này. Đúng không? Ok nhá. Rồi, vậy là chúng ta xong yêu cầu A rồi. Thì cái A này rất là quen đúng không? Lập cái bảng này này, quen rồi. Nhưng mà đến cái B này nó sẽ khác đúng không? Đây là gì? Lập bảng dòng tiền của hai công ty. Giả định mức lãi suất LIBOR nó công bố như này đúng không? Thế thì chúng ta phải lập cái bảng dòng tiền cho hai công ty nhá. Rồi, thì đây mình sẽ lập bảng dòng tiền trước này. Hai công ty đây là Vinaconex và Intimex đúng không? Thì mình sẽ lập lần lượt nhá. Mình sẽ nói này, để đầu tiên là bảng dòng tiền. Đây có B đấy, bảng dòng tiền này. Của Vinaconex trước nhá. Vinaconex. Đúng không? Vinaconex sẽ là bao nhiêu? Đúng không? Thì cái bảng dòng tiền này thì mọi người nhớ cho mình nó sẽ có này. Đây, người ta cho thời điểm và lãi suất LIBOR thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái này, chúng ta kể thêm bốn cái cột nữa, được không? Đây, tức là nó vẫn có thời điểm là một này. Từ cái bảng người ta cho nhá, mình sẽ kể thêm bốn cột đằng sau, mình hiểu không? Thời điểm là một này, rồi lãi suất LIBOR là hai này. Lãi suất LIBOR đúng không? Mình ghi luôn là LIBOR đi. Tiếp theo này, cột thứ ba sẽ là dòng tiền đi vay. Bằng dòng tiền mà, đúng không? Dòng tiền đi vay. Cột thứ bốn sẽ là dòng tiền trả. Không, dòng tiền trả. Thứ năm sẽ là dòng tiền nhận. Thứ sáu sẽ là dòng tiền ròng, đúng không? Dòng tiền ròng. Đó. Dòng tiền ấy, chúng ta phải xác định ra cái dòng tiền ròng này. Ròng rồi nhá, RON đây này, dòng tiền ròng. Đúng không? Thấy nhá, đây là ròng ấy, được không? Đấy, đây là dòng tiền ròng nhá. Ok. Mọi người nhớ giúp mình, dòng tiền ròng. Ok chưa nào? Thì bây giờ này, mình sẽ xem này, thời điểm mình vẫn ghi y nguyên người ta thôi. Đây nó có các thời điểm là 1 tháng 1 2017, 1 tháng 1 2018, 1 tháng 1 2019, đúng không? Ok. 1 tháng 1 2017 đến 1 tháng 1 2018 đúng không? Có bao nhiêu thời điểm ta ghi hết à? 1 tháng 1
2019. Đấy, tức là chúng ta ghi y hệt cái này này đúng không? Và 1 tháng 1 2020 nhá, vì còn 3 năm mà. Thì cuối cùng là 1 tháng 1 2020. Đúng không? Libor đây, Libor người ta cho rồi đây này, 10%. Đây, 10%. Tiếp theo là 10,5%. Đấy, hai cái này chưa có gì mới đâu nhá, hai câu đầu tiên mình chỉ chép y nguyên này thôi. Và đây là 11% đúng không? Đấy, mình chép y nguyên này thôi đấy nhá, mình chưa thêm cái gì đâu. 1 tháng 1 2017 lãi suất là 10%, 1 tháng 1 2018 lãi suất là 10,5%, 1 tháng 1 2019 là lãi suất là 11% đúng không? 1 tháng 1 2020 thì không có. Đây, vì chúng ta biết rồi, nghe nói các bạn đúng không? Đây là gì? Lãi suất thả nổi áp dụng tại TN được xác nhận tại TN trừ 1 mà đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ áp dụng cái lãi suất này tính cho các cái tiếp theo đúng không? Và dòng tiền đi vay chúng ta xem đây là bao nhiêu. Thì các bạn thấy này, người ta đi vay bao nhiêu đây? 1 tháng 1 2017 thì công ty Vinaconex bắt đầu vay 500 tỷ về hợp đồng. Ok, vậy là cộng 500 đúng không? Vay mà, vay đây sẽ là cộng 500. Đó, và bây giờ chúng ta xem nhá, để chúng ta vẽ được cái bảng này ý, thì chúng ta phải nhìn này vào cái sơ đồ chúng ta đã vẽ trên này này, các bạn thấy đúng không? Sơ đồ ban đầu Vinaconex đi vay với lãi suất gì? Đi vay với lãi suất là Libor cộng 3%, được chưa? Thì chúng ta phải áp dụng là Libor cộng 3% để chúng ta nhân ra những cái này đúng không? Tôi đã nói rồi, đấy là lãi suất Libor ấy áp dụng này tại thời điểm TN được xác định TN trừ 1, tức là ấy, ở thời điểm này chúng ta áp dụng cái lãi suất này đúng không? Thời điểm này chúng ta áp dụng lãi suất này và thời điểm cuối chúng ta áp dụng cái lãi suất cuối này đúng không? Thế nhá. Đấy, lãi suất lúc sau thì được xác định tại lúc trước đúng không? Đây, năm sau được xác định lãi suất từ năm trước. Vậy chúng ta sẽ lấy là gì? 10% đúng không? Ok. 10%. Nhưng mà chưa xong đâu, phải làm sao nữa? Cộng 3% đúng không? Thì chúng ta còn nhớ không? Đây này. Công ty Vinaconex đi vay với lãi suất gì? Libor cộng 3%. Đây mới là Libor thôi, đúng không? Cái vừa xong mình mới nói là Libor thôi. 10% này nó chỉ là Libor thôi đúng không? Còn 3% nữa, chúng ta phải cộng 3% nữa. Các bạn hiểu không? Thế nhá, 10% cộng 3%. Đấy, đây là mình đang xác định cái dòng tiền đi vay là đầu tiên. Tí nữa mới là dòng tiền trả, tiền nhận theo hợp đồng sau, đúng không? Ok nhá. Đây, mình đang thấy rồi, dòng tiền đi vay đây. Cộng 500 này. Xong sau đó tại các thời điểm mình phải trả đúng không? Trả bao nhiêu đây? Lấy Libor này, đúng không? Cộng 3%. Sau nhân với cả số tiền thôi. Chưa thấy đây. Nhân 500 đúng không? Ok. Nó ra bao nhiêu? Nó ra chúng ta là 65. Vậy đây sẽ là trừ 65. Đúng không? Đấy, hết 1 năm phải trả mà. Đây là trừ 65. Tiếp theo tính tiếp này. Đến năm tiếp theo mình phải lấy là 10,5% đúng không? 10,5% cộng 3%. Tại vì đây mình đã đang xác định là cái thời điểm là 1 tháng 1 2019 mà, thì mình phải áp dụng cái Libor tại 2018 đúng không? 10,5% cộng 3% nhá. Xong rồi nhân 500 bằng này. Nó ra chúng ta là 67,5. Ok, vậy đây là trừ 67,5. Trừ 67,5. Tiếp theo là thời điểm cuối cùng là gì? 11 đúng không? Vậy chúng ta lấy đây là 11. Chưa? 11% cộng 3%. Đó. Vẫn là nhân 500 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 70 đúng không? Nhưng mà đây phải là trừ 570. Về tiền cuối cùng mà, tiền cuối cùng các bạn còn nhớ không? Cái điểm cuối cùng ấy, chúng ta phải trả cả gốc nữa, đúng không? Đây, từ điểm đáo hạn này rồi, 2020 là đáo hạn đúng không? 3 năm sau mà. Thì chúng ta phải trả cả gốc nữa. Và đây chúng ta hiểu là trừ 570. Đúng chưa? Đấy, như đã nói rồi, chúng ta lập cái bảng này chúng ta phải nhìn vào cái sơ đồ chúng ta đã vẽ lúc nãy ấy, đúng không? Nhìn rất là rõ nhá. Chúng ta vẽ sai sơ đồ chúng ta cũng sẽ lập bảng sai. Đấy, cho nên cái sơ đồ này rất là quan trọng. Được không? Và tiếp theo này, dòng tiền trả, dòng tiền chất. Đây chính là theo hợp đồng nhá, theo hợp đồng hoán đổi. Đây cũng là theo hợp đồng hoán đổi luôn. Được chưa? Chúng ta xem này, dòng tiền trả bao nhiêu, nhận bao nhiêu. Thì nhá, ở đây chúng ta nhìn này. Các bạn nhìn ở ở Vinaconex này, trả bao nhiêu? Thì có phải là trả 14% đây không? Còn nhận là Libor đây không? Các bạn thấy đúng không? Trả 14% nhận Libor. Mũi tên đi ra là trả, mũi tên đi vào là nhận. Đúng không? Thì đây đang trả 14% và nhận Libor. Được chưa? Thì trả 4% tay cần lấy là gì? 14% xong rồi nhân với cả cái số đi vay thôi. Được chưa? Thì đây, thời điểm đầu tiên ấy là mới vay thôi chứ chưa trả cái gì hết, nó là không. Đúng không? Còn ấy, các điểm sau là sẽ trả nhá. Thì các bạn nhớ không? Nó trả cố định là 14%. Chúng ta nhìn vào cái bảng đây chúng ta kể ấy, đúng không? 14% nhân bao nhiêu? Nhân 500 đúng không? Nó sẽ bằng là 70. Tức là đây là trừ 70. Được chưa? Trừ 70 và trừ 70 luôn. Các bạn hiểu đúng không? Đấy, bởi vì dòng tiền trả theo hợp đồng là gì? Năm nào cũng trả 14%. Đúng không? Đấy, chúng ta lấy 500 nhân 4% là xong rồi. Còn dòng tiền nhận là bao nhiêu? Thì các bạn lại nhìn vào đây này, các bạn thấy đúng không? Dòng tiền trả 14%, dòng tiền nhận là Libor, cho nhận là Libor này. Thì bây giờ chúng ta xem là Libor là bao nhiêu? Thì Libor chúng ta vẫn lấy là kỳ hạn trước tính cho sau rồi đúng không? Đây, 10%, 10,5% và 11%. Thì dòng tiền nhận ban đầu năm đầu tiên cũng là không luôn, vì lúc mới ký hợp đồng thôi thì chưa có nhận được gì hết, đúng không? Nhưng mà các năm sau đã nhận rồi. Đấy, thì đây sẽ là 500 này nhân với lãi suất Libor đúng không? Libor đây, thì các bạn còn nhớ không? Năm 2018 chúng ta phải áp dụng cái lãi suất Libor năm 2017 là 10%. Đấy.
nhân 10%. Phần trăm. Nói bằng bao nhiêu? Thì sẽ là bằng 50 đúng không? Thì đây sẽ là cộng 50. Đây là dòng tiền nhận mà. Nhận là cộng đúng không? Đó. Tiếp theo chúng ta phải lấy là ở dưới này ý, là chúng ta tính cho 2019. Chúng ta phải áp dụng lãi suất LIBOR 2018 tức là 10,5% đúng không? Nhân với cả 500. Ok. Bây giờ chúng ta cần đổi là 10,5% thôi. Đúng không? Bằng bao nhiêu? Nó bằng là 52,5 đúng không? Vậy đây là cộng 52,5. Bạn hiểu không? Rồi, ok. Và cùng là gì? Cộng bao nhiêu? Thì các bạn phải áp dụng cái lãi suất là 11 này đúng không? Để tính cho năm 2020 chúng ta áp dụng lãi suất LIBOR 2019 11% nhân đúng không? Đây. Lấy 500 nhân 11% thôi là được. Các mọi người hiểu không? 5 năm. Được chưa? Đấy hết rồi. Còn dòng tiền dòng nhá, các bạn cứ tổng hết dòng tiền vào, tổng hết ba cái này vào, đúng không? Tổng hết ba cái này vào là được. Thì đầu tiên là dòng tiền dòng là gì? 500 này, đây cộng không đúng không? Thì vẫn là 500. Được chưa? Vẫn là cộng 500 nhá. Còn đây là trừ bao nhiêu? Chúng ta thấy này, trừ 65 trừ 70 cộng 50 bằng bao nhiêu? Đấy. Trừ 65 trừ 65 trừ 70 sau đó cộng với cả 50 đúng không? Đấy, cộng 50 bằng nhiêu? Đó sẽ bằng chúng ta là trừ 85 đúng không? Ok nhá. Trừ 85. Đó, và tương tự như vậy các bạn cộng ra thôi. Đây cũng là trừ 85 đúng không? Và đây sẽ là trừ 585. Cái này là đúng, đúng không? Bởi vì sau khi mà chúng ta hoán đổi xong ấy, chúng ta đã phải trả với lãi suất cố định đúng không? Cái này, công ty Vinaconex này, sau khi hoán đổi xong thì họ trả với lãi suất cố định là trừ 17% đấy. Đấy thì đây sẽ là trừ từ này đúng không? Đây, trừ 85, trừ 85 và trừ 585 thì điểm cuối cùng, tức là trả xong ấy, đúng không? Ok nhá. Đấy, đấy là bảng dòng tiền của Vinaconex. Các bạn thấy hình dung chưa? Nó cũng rất là dễ như vậy thôi, đúng không nào? Và đây, người ta yêu cầu ta lập gì? Lập bảng dòng tiền của cả hai bên, hai công ty cơ, đúng không? Thì chúng ta mới viết xong bảng dòng tiền của Vinaconex thôi. Chúng ta còn bảng dòng tiền của Intimex nữa, đúng không? Đây mình sẽ cố gắng lập nốt cho các bạn nhé. Bảng dòng tiền của Intimex. Dạ. Dòng tiền của Intimex, đúng không nào? Đây ta xem là bao nhiêu nhá. Đó, thì cũng tương tự như vậy đúng không? Như mình đã nói rồi, từ hai cái đề cho này, hai cái cột đề cho này mình sẽ lập thêm bốn cái cột nữa, đúng không? Tên ở đây, dòng tiền đi vay, dòng tiền trả, dòng tiền nhận và dòng tiền ròng. Ok, thì vẽ lại này. Thời điểm. Đúng không? Thứ hai là mức lãi suất LIBOR đấy đúng không? Tiếp theo là dòng tiền đi vay. Đi vay. Tiếp nữa là dòng tiền nhận. Xong đến dòng tiền trả đúng không? Cuối cùng là dòng tiền ròng. Chưa nào? Dòng tiền ròng nhá. Nó giản vậy thôi. Được chưa? Đấy thì bây giờ mình lại ghi lại các thời điểm này. Thì từ 1/1/2017 đúng không? 1/1 năm 2017. Tiếp theo là 1/1 năm 2018. Tiếp theo là 1/1 năm 2019 đúng không? Và chúng ta tự ghi thêm một cái là 1/1 năm 2020 vì lúc đó đáo hạn đúng không? Chúng ta xem chưa nào? Đó. Rồi nhá. Bây giờ LIBOR thì mình vẫn ghi lại như cũ thôi. 10%, 10,5%, 11% đúng không? 10%. 10,5% và cuối cùng là 11%. Thế thôi. Đúng không? Rồi nhá, bây giờ chúng ta xem này, dòng tiền đi vay, dòng tiền nhận, dòng tiền trả, dòng tiền ròng là như nào đúng không? Thì dòng tiền đi vay là dòng tiền đi vay đầu tiên. Đây dòng tiền nhận và dòng trả đẹp theo hợp đồng hoán đổi. Đúng không? Thì chúng ta xem dòng tiền đi vay đầu tiên là bao nhiêu. Thì với cái công ty Intimex này ý, như mình đã nói đúng không? Là để lập cái bảng này thì chúng ta phải nhìn rất là kỹ vào cái này. Đầu tiên là họ đi vay với lãi suất là 17%. Và vẫn là vay là gì? Đây chúng ta xem. Vẫn là vay 500 tỷ đúng không? 500 tỷ nhá. Đây còn Intimex cũng vay 500 tỷ luôn. Chưa? Với lãi suất là 17%. Ok. Đấy vậy chúng ta xem nhá. Vay 500 tỷ. Thì đầu tiên là vẫn cộng 500 đúng không? Điểm đầu tiên là cộng 500. Điểm thứ hai bao nhiêu? Lãi suất cố định đúng không? Lãi suất cố định là 17% đúng chưa nào? Rồi nhá. Vậy chúng ta tính ở đây ra 17% này. Lấy 10% nhân 500 thôi, 17% nhân 500. Để chúng ta nhìn vào cái sơ đồ mà chúng ta đã vẽ từ cái câu A đúng không? Đấy, ở đây rõ ràng là nó trả LIBOR gì đấy, chúng ta phải nhân với cái LIBOR này đúng không? Nhưng mà bài này nó trả cố định 17% mà. Đây, cái Intimex này, các bạn thấy đúng không? Intimex nó trả 17%. Còn bên này nó trả LIBOR này, đúng không? Bây giờ cái Intimex trả 17% cho nên chúng ta cần lấy 17% nhân thôi. Đúng không? Các bạn hiểu như thế đúng không? Ok. Bằng này, nó ra 85, được chưa? Vậy đây sẽ là trừ 85 đúng không? Đấy, sau 1 năm là trừ 85. Tiếp theo vẫn là trừ 85 bởi vì lãi suất cố định mà. Và năm cuối sẽ là trừ đi 585, chẳng gốc nữa. Được chưa? Thế nhá. Đó là vậy thôi. Và tiếp theo này, chúng ta xem. Đấy là ấy, dòng tiền này, dòng tiền nhận này, dòng tiền trả, dòng tiền ròng là bao nhiêu. Tiền nhận và trả này ấy là xem trong hợp đồng đúng không? Thì đây, theo hợp đồng ấy thì làm sao? Intimex này nó nhận gì?
nhận lãi suất 13,5%, vẫn là lãi suất cố định đúng không? Nhận 13,5%. Đấy, chúng ta cần lấy 13,5% nhân thôi. Chưa? Lấy 13,5% nhân số tiền vay đúng không? Để ra cái số tiền nhất theo cái hợp đồng này đúng không? Ok, bằng bao nhiêu? Nó ra chúng ta là gì? 67,5. Rồi đây chúng ta thấy là gì? Thời điểm 0 đúng không? Điểm đầu tiên ấy là chưa có nhận gì, cũng chưa có trả gì nhá. Đến điểm tiếp theo mới có đúng không? Chúng ta thấy đây, nhận bao nhiêu? Nhận 67,5 tờ cộng 67,5. Đúng không? Ok. Ở đây mình đang lập khác hơn một chút rồi cái bên trên đúng không? Bên trên mình lập là gì? Dòng tiền trả, dòng tiền nhận rồi đến dòng tiền ròng. Ở dưới mình ghi là dòng tiền nhận trước, dòng tiền trả sau. Chứ nó không khác nhau đâu, được không? Các bạn ghi dòng tiền trả hay nhận trước đều được. Đúng chưa? Lại là các bạn chỉ cần nhìn vào cái sơ đồ ta đã vẽ ở câu A ấy là chúng ta lập cái bảng nào cũng lập được hết. Đúng không? Rồi, cộng 67,5 cộng 67,5. Và tiền cuối cùng là vẫn là cộng 67,5 đúng không? Đấy, nhận đủ theo đồng là 3 năm đúng không? Đó, tiếp theo chúng ta xem là dòng tiền trả của Intimex là bao nhiêu đúng không? Chúng ta phải nhìn vào đâu? Đây, chúng ta phải nhìn vào cái sơ đồ của ta đã vẽ. Intimex đây, nhận 13,5%. Còn trả là trả Libor đúng không? Trả Libor. Đấy, cho nên ấy là chúng ta phải lấy Libor của ta nhân. Chưa nào? Trả đây, lấy Libor nhân. Ý các bạn còn nhớ không? Năm sau mình sẽ lấy là lãi suất Libor năm trước. Cụ thể đây, mình đang tính cho 2018. Thì lấy lãi suất là năm 2017 đúng không? Là 10%. 10% nhân 500, đúng chưa? Thì bằng là 50. Đấy là trừ 50 đúng không? Trả mà, trả là trừ. Chưa? Tiếp theo này, đến năm 2019 thì mình sẽ phải lấy lãi suất năm 2018, lãi suất Libor năm 2018 ấy, tức là 10,5%. Đúng không? 10,5% bằng này, nó ra chúng ta là gì? 52,5 này trừ 52,5 đúng không? Đó. Và cuối cùng ở đây là gì? Lấy cái 11% đúng không? Nhân để ra cái năm 2020. Này chúng ta phải lấy năm trước 11%. Đó, và bằng bao nhiêu? Bằng 55 trừ 55. Được chưa? Vậy dòng tiền dòng các bạn tổng hết lại lấy 500 cộng 0 này, cộng 0 vẫn là 500 đúng không? Vẫn là cộng 500 ở đây. Tiếp theo lấy trừ 85 cộng 67,5 và trừ đi 50. Đấy nó ra chúng ta là gì? Trừ 67,5 đúng không? Đấy, trừ 67,5. Đấy, còn dưới này nó sẽ ra là gì? Lấy tại trừ 85 cộng 67,5 và trừ 52,5 thì ra sẽ ra chúng ta là trừ 70. Cuối cùng là gì? Nó sẽ ra trừ 572,5. Đấy, lấy cái này trừ cộng cái này trừ cái này đúng không? Hiểu không? Trên nào? Đấy, tổng hết vào. Đấy, có phải là lấy trừ 585 cộng 67,5 và trừ 55 không? Nó ra cho chúng ta như này. Được chưa? Vậy chúng ta lập xong bảng dòng tiền rồi. Tóm lại là gì? Để lập bảng dòng tiền thì rất là dễ. Chúng ta cần nhìn vào cái sơ đồ chúng ta đã vẽ được. Đúng không? Thì chúng ta biết là gì? Dòng tiền ban đầu là dòng tiền đi vay là bao nhiêu này? Đấy, ta nhân cái lãi suất này. Đúng không? Dòng tiền nhận là bao nhiêu? Thì đây, nhận về là đấy. Đúng không? Còn trả đi là đấy này. Đúng không? Thì tương tự cái này ngược lại là nhận về trả đi đấy. Đúng không? Thì sẽ tính được. Và tóm lại là chúng ta đã lập xong hai cái bảng dòng tiền này rồi. Để lập ý thì chúng ta rất là dễ thôi. Từ cái bảng người ta cho chúng ta kể thêm 4 cột nữa. Đấy, và từ đấy chúng ta sẽ xác định được chưa nào. Và xác định như thế nào thì mình đã chỉ các bạn rất là rõ rồi nhá. Chúng ta phải nhìn vào cái sơ đồ chúng ta đã vẽ. Ok chưa? Thì chúng ta lập được. Và tương tự như vậy mọi người ứng dụng làm câu 5 giúp mình nhá. Bởi vì mình trước một bài thôi nó đã mất rất nhiều thời gian rồi. Được không nào? Thì cho nên ở đây mình chỉ trước một bài này thôi. Và mình sẽ kết thúc được cái chương số 4 này nhá. Đó, thì cơ bản là chương số 4 nó khá là dễ thôi đúng không? Đây có 3 dạng bài tập thôi, mình đã chỉ các bạn hết rồi. Đấy là tiết là đồng hoán đổi lãi suất này, thế là một đồng hóa đổi tiền tệ này, với cả lập bảng dòng tiền cho cái lãi suất và cả tiền tệ, được chưa? Rất là dễ vậy thôi nhá. Thì mình đã chưa xong cái bài này cũng như là xong chương 4 rồi nhá. Đấy, chúng ta đã kết thúc chương 4 ở đây. Và các bạn phải nhớ đúng không? Lãi suất áp dụng này đợi tại điểm lúc sau là thì lấy ở tại điểm lúc trước đúng không? Đây này. Áp dụng là TN được xác định là TN trừ 1. Đấy cho mình mới nói đúng không? Đây này. Có phải lãi suất mình tính cho 2018 mình sẽ lấy lãi suất năm 2017 Libor để tính đúng không? Tương tự như thế. Đúng không? Và bây giờ mình hôm nay đây tôi nhá. Hẹn lại mọi người ở video tiếp theo. Hiện tại cùng chuyển sang chương cuối cùng, đấy là chương số 5. Nếu mà nếu mọi người thắc mắc gì ở những cái bài mình đã chữa thì mọi người cứ để lại phần bình luận, mình sẽ đáp cho các bạn nhé. Xin chào hẹn lại các bạn. Chào các bạn tiếp theo. Bye mọi người. Bye.